xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho tiết mục kịch Chuyện Làng Tôi của Chi hội Nông dân thôn Tân Lập. Ai mua rau nào? Ai rau đây? Rau xanh cho bà con đây. Rau lành đây. Và gặp rau xanh, rau sạch, rau lành. Gặp đôi trai gái là mua nhanh cho bà nào. Đấy bà con xem, rau nhà em là cứ mỗi một tuần mà em phun thuốc sâu với kích thích có một lần thôi bà con ạ. Thế mà lên là non xanh tươi đáo này. Cứ mỗi một sáng là em cứ làm một gánh từ cầu Ngòi A mà chưa lên hết nhà bà toàn nhiên là hết rồi. Không được cái này đâu nhá. Rau nhà em là cứ đi bán là bà con ăn tranh nhau mua thôi. Thấy chưa? Hát xiên. Chà. Hát xiên. Lương thời tiết mấy hôm nay nó thay đổi. Đến người còn cúm nữa mà chả trách nào lợn gà là cứ chết lia chết lịa đấy bà con ạ. Nó còn cộng thêm cả cái dịch tả châu Phi mà lợn nó cứ chết hoài chết mãi không thôi. Thôi hôm nay em bán hết cánh rau này rồi em đi về em còn tranh thủ nấu cơm cho bọn trẻ nó đi học về nó ăn. Với lại Tèo ơi! Dạ? Ra khoanh hồ mẹ cái bao tải cái nào con? Bao tải gì mà tôm với mẹ? Ôi giời ơi có con lợn với mấy con gà chết. Tranh thủ ta đem ra ngồi dành để ta vứt. Chưa ăn thế này để chiều mà đi mẹ ơi. Mày ngu lắm con ạ. Tranh thủ buổi trưa thế này, đường xá nó vắng vẻ không có ai người ta trông thấy. À mà thôi, lớp buổi trưa thế này các bác ạ, chắc là chả có ai đi qua lại đâu. Thôi thì em thôi thì em cứ để nó ở đây. Quay để cho lên nhá. Ở gần cổng nhà ai thì người ấy ngửi. Nạt đau đẻ mà con à. Này 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 cô kia. Cô có cái bao tải gì mà vứt ngay cổng tôi đây. Này cô hay tôi sợ rồi. Tôi bây giờ cô mang đi ngay. Tôi đi đến đây buổi trưa vắng vẻ tôi đã thấy cái bao tải này từ lâu rồi sao anh lại bảo của tôi. Chẳng của cô là của ai mà vứt ở đây. Này nhà anh đừng có một vu oan giáo họa ngập máu phun người nhá. Buổi trưa trời nắng chang chang thế này tôi đi qua đây có cái gốc cây to tôi lội tôi nghỉ mát một lúc thế mà anh ấy lại bảo quật tôi. Rõ ràng tôi đuổi trong nhà thôi không có thời gian đuổi ngò cái bao tải này ở cổng nhà tôi. Thôi lại một cái không lôi thôi tôi không có thời gian đuổi ngò với nhà anh nữa. Tôi đi về nhà tôi đấy cơm cỏ nhà còn bao việc người ngậm gì vớ vẩn. Này ôi trời ơi bà con là mưa về. Mọi người ở dưới kia nhớ ban ngày ban mặt thế. Cái anh này anh lên định sàm sữa tôi. Bà con nhìn xem. Ôi trời ơi quần thì một nơi thế mà chị ra lại bảo rằng tôi sàm sữa chị ấy. Có bao nhiêu bà con chứng kiến đây mà chị bảo thế ạ. Chị ạ, anh ạ, đấy, buổi trưa ban ngày ban mặt vắng vẻ thế này mà cái anh này anh lên tính chuyện sàm sỡ tôi giữa buổi trưa thế này đây. Chị xem thế anh xem thế nào mà giải quyết giúp tôi chứ. Mày quá này, hai bác cứ yên tâm, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Mày quá, có bác chủ tôi đến đây rồi, tôi báo cáo cho bác biết. Tôi ngồi ở trong nhà rõ ràng chị ấy chị vứt cái bao tải rác này ở cổng nhà tôi. Thế mà chị còn cãi, chị lại còn bảo tôi sàm sỡ chị ấy. Nếu chuyện này mà bác chủ một không giải quyết được, tôi sẽ làm đơn lên ra lô sô đấy. Này, chị tôi đố nhà anh làm đấy. Tôi làm đấy, anh cứ làm đi xem nào. Tôi làm đấy. Này này này, tôi hỏi thằng chị nhé. Chị về đảo lên tận, chị chúng tôi mới không đưa chị lên xã. Thế cái bao tải rác này có phải của nhà chị hay không? Chẳng của chị ấy, của ai nữa. Vâng mà anh hỏi thật nhà em cũng xin nói thật. Em thề là trên có rời và dưới thì có đất. Mà ở giữa thì bao nhiêu người ngồi ở đây. Đố bác nào nhìn thấy nãy em vứt bao tải đấy. Xin thưa với anh là em thề là không có một tí rác thải nào cả. Mà có mỗi con lợn với lại mấy con gà chết. Đấy, bà con xem. Lợn gà chết ấy còn tệ hại hơn về rác thải. Chị này, chị rất vui lắm. Chị cứ tranh thủ buổi trưa là chị đi vứt bừa vứt bãi. Thế mà chị còn vu oan giáo họa tôi.
chị phải biết rằng xã chúng ta đang bước vào xây dựng nông thôn mới. Trong xã có 19 thôn, có nhà hội trường khang trang, đường làng được bà con chúng ta ngồi tại đây suốt ngày quét dọn thường xuyên sạch sẽ. Thế mà chị làm ăn như này, chuyện cơ môi một tí mà cứ ầm làng lên. Chị ạ, rác thải bây giờ là một vấn đề nhức nhối trong môi trường và toàn xã hội và ảnh hưởng lớn đến đời sống của mỗi chúng ta. Và nhất là rác động vật chết, nếu chúng ta không biết xử lý đúng cách, ngoài ảnh hưởng xấu tới môi trường còn làm việc tốt dịch bệnh lây lan và bùng phát, sẽ ảnh hưởng đến kinh tế của các hộ gia đình và toàn xã hội. Chính vì vậy tôi mong rằng các anh chị mỗi người có ý thức một tí thì môi trường mới trong sạch hơn. Thấy chưa? Chị thấy chưa? Thưa bà con, bốn mùa xuân hạ thu đông, trồng rau cây lúa ngày càng tiến lên, được sự chỉ đạo cấp trên, an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu, nấu rượu, làm đậu, trồng rau, làm bánh, làm bún, không dùng hóa chất, phẩm màu, phụ gia, đảm bảo sức khỏe mọi nhà, an toàn thực phẩm đặt lên hàng đầu. Chị thấy chưa? Vâng, đến giờ này thì được bác trưởng thôn nói như thế thì bảo em hiểu ra được một tí. Thôi thì em đã chót dạ em vứt cái bao tải này rồi, thì thôi từ nay em có lỗi, em xin hứa trước bà con, trước bác trưởng thôn, từ nay em xin hứa là em không phun thuốc sâu vào rau sạch nữa, mà em cũng chẳng vứt gà vịt chết ra đường nữa đâu. Vì một cuộc sống tươi đẹp, vì một môi trường xanh sạch đẹp, hãy chung tay bảo vệ môi trường. Đề nghị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật to để cổ vũ.